cạnh tranh một suất đá chính ở V-League chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng với bất kỳ cầu thủ nào. Dù vậy, không ít tài năng trẻ đã và đang có cơ hội thể hiện bản thân ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ trẻ nổi bật nhất tính đến thời điểm này của V-League 2020. Trước khi bắt đầu tìm hiểu những cái tên sẽ xuất hiện sau đây, đừng quên ấn like và subscribe để đón nhận những content chất lượng và chính xác nhất của Nextsport nhé. Nguyễn Văn Toản chiếm một suất bắt chính tại Hải Phòng khi mới 19 tuổi. Đến mùa giải năm nay, Văn Toản vẫn là lựa chọn đáng tin cậy trong khung gỗ của đội chủ sân Lạch Tray. Thực tế, vị trí áp chót của đội bóng đất cảng hiện tại chỉ đến từ sự yếu kém của hàng công. Còn bản thân Văn Toản đã không ít lần đem về những điểm số quý giá cho Hải Phòng sau những màn trình diễn xuất sắc. Nếu giữ vững phong độ, Văn Toản tràn trề cơ hội trở thành lựa chọn số 1 của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games sắp tới. Lê Văn Xuân. Sau một năm thi đấu thành công ở giải hạng nhất, Lê Văn Xuân đã được Hà Nội triệu tập trở lại vào đầu mùa giải năm nay. Ngay từ những trận đầu tiên, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF đã nhận được rất nhiều lời khen. Văn Xuân đã ra sân tổng cộng 10 trận đấu tại V-League tính đến thời điểm hiện tại. Và anh hứa hẹn sẽ đem đến sự cạnh tranh thú vị cùng Văn Hậu ở hành lang cánh trái của đội chủ sân hàng đẫy. Thái Bá Sang. Chuỗi trận thăng hoa của Sao Lam Nghệ An lúc đầu mùa không thể không nhắc đến công của trung vệ Thái Bá Sang. Trung vệ sinh năm 2000 lấy luôn suất đá chính ở đội bóng xứ Nghệ, chơi hay và hứa hẹn sẽ tiếp bước những đàn anh như Quế Ngọc Hải hay Hoàng Văn Khánh. Bá Sang đang được kỳ vọng trở thành một hòn đá tảng mới ở cả cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Nguyễn Trọng Hiếu. Chiến thắng 2-0 của Hải Phòng trước Dược Nam Hà Nam Định đánh dấu lần đầu tiên Trọng Hiếu khoác áo đội bóng quê hương ở đấu trường V-League. Khởi đầu là một sự lựa chọn bất đắc dĩ do khủng hoảng ở hàng thủ, nhưng Trọng Hiếu đã cho thấy được sự chắc chắn và chững chạc trong mỗi lần được trao cơ hội. Anh đã có 377 phút thi đấu sau 6 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Mới đây, Trọng Hiếu cũng được triệu tập trong đợt tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam. Dụ Quang Nho. Trở lại sau chấn thương khiến anh bỏ lỡ SEA Games, tài năng trẻ triển vọng của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chứng tỏ được bản thân. Ở mùa giải này, Quang Nho đã có 6 lần ra sân. Thậm chí, anh còn thể hiện sự đa năng khi thi đấu tròn vai ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ quê Bình Thuận nổi bật với sự quyết đoán và tố chất thủ lĩnh. Anh được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đặng Văn Lắm. Bàn thắng giúp Sao Lam Nghệ An giành thắng lợi 1-0 trước Hà Nội ngay tại hàng đẫy đã đưa Văn Lắm bước ra ánh sáng. Sau 2 năm liên tiếp không để lại nhiều dấu ấn ở các giải trẻ vì chấn thương, Văn Lắm được gọi lên đội 1 của đội bóng xứ Nghệ ở đầu mùa giải năm nay với nhiệm vụ thay thế người đàn anh Hồ Khắc Ngọc. Sau 10 lần ra sân ở mùa giải năm nay, Văn Lắm để lại ấn tượng với một bàn thắng và khả năng tư duy chiến thuật tốt. Nguyễn Hải Long. Trong mùa giải thứ 2 thi đấu cho đội 1 của Than Quảng Ninh, Hải Long bắt đầu được đá chính và để lại dấu ấn. Là cầu thủ trẻ nhất của đội, nhưng kể từ khi thay thế Hải Huy bị chấn thương, tiền vệ 19 tuổi đã trở thành một nhân tố quan trọng của đội chủ sân gặp phải. Đến nay, anh đã có 2 pha lập công ở mùa giải này, trong đó là một cú sút xa mẫu mực ở trận đấu gặp Dược Nam Hà Nam Định. Thành tích xếp thứ 3 lúc này của Than Quảng Ninh còn dấu ấn không nhỏ của Hải Long. Mai Xuân Quyết. Sau khi cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Dược Nam Hà Nam Định tại vòng loại cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi xuống sân và gọi riêng một cầu thủ của Nam Định lại bắt tay và dành những lời chúc mừng. Người đó chính là Mai Xuân Quyết. Tốc độ, sự song sáo cùng khả năng chớp thời cơ chính là những điểm mạnh nhất của cầu thủ quê Thái Bình. Đi kèm với bàn thắng ở cúp quốc gia, Xuân Quyết đã có 2 pha kiến tạo sau 10 lần ra sân ở V-League mùa giải năm nay. Nguyễn Hồng Sơn. Sau những biến cố trong sự nghiệp, tiền vệ trẻ Nguyễn Hồng Sơn đang không ngừng nỗ lực tập luyện để tìm lại chính mình. Trong màu áo của câu lạc bộ Quảng Nam, cựu cầu thủ của PVF đã thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật, từng giúp anh đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 quốc tế 2018. Anh đã chính trong cả 10 lần ra sân ở mùa giải năm nay và có được một pha kiến tạo trong một mùa giải nhiều biến động của bóng đá xứ Quảng. Đoàn Thanh Trường. Mùa giải 2020 đánh dấu lần đầu tiên Đoàn Thanh Trường bắt đầu đá chính ở V-League.
với 5 lần đá chính sau 9 trận đấu, có kỹ thuật và sức trẻ, tiền vệ công tiềm năng này của bóng đá Nam Định đã có 2 lần được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam. Nhâm Mạnh Dũng. Không thể cạnh tranh được vị trí khiến Mạnh Dũng mới chỉ có 2 lần ra sân ở V-League mùa giải năm nay. Dù vậy, anh cũng kịp tỏa sáng trong một lần hiếm hoi được thi đấu ở Cúp Quốc gia với bàn thắng vào lưới của An Giang. Việc anh có xuất hiện được trong video này nói lên hiện trạng ít được thi đấu của số đông các tiền đạo trẻ ở V-League thời điểm hiện tại, khi hầu hết các đội bóng đều ưu tiên sử dụng ngoại binh. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ U21 nổi bật nhất tại V-League 2020. Các bạn có đồng ý với đội hình này không? Và nếu có cái tên nào đáng chú ý khác, hãy bình luận ở dưới video này. Đừng quên like và subscribe YouTube cũng như là kênh fanpage của Nextport để theo dõi những video tương tự nhé. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Nextport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.